Sáng ngày 18 tháng 6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nghiên Loan, huyện Bắc Nạm, tỉnh Bắc Cạn xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất làm 4 người tử vong. Sự việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút sáng ngày 18 tháng 6. Vào thời điểm xảy ra sạt lở đất, trong nhà có 5 người, chỉ có chị N, T, S, 17 tuổi, chạy thoát ra được. Còn lại bà H, T, T, 43 tuổi, ông N, C, C, 41 tuổi, chị N, E, M, 18 tuổi và một cháu bé khoảng 1 tháng tuổi, con chị M, gia đình chưa làm khai sinh, bị vùi lấp. Ngay sau khi nhận được tin báo, người dân cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn của địa phương đã tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Sau hơn 5 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 4 người, nhưng cả 4 người đều đã tử vong.